Chào cả nhà, đây là vườn hoa tulip mùa xuân của nhà mình. Mình yêu hoa lắm cho nên sáng nào cũng đang ngắm hoa. Đó, mình đi gần lại nha. Này là hoa tulip và hoa đào. Hoa đào đây, đẹp không cả nhà? Hoa rất là nhiều cả nhà ơi. Cái này là mới bút thôi, nó chưa có nở. Mà lúc nó nở nó đẹp lắm. Đây là những cái hoa nó đã nở ở dưới gốc rồi nè cả nhà. Hồi rồi Tết mình có đem vô nhà hai chậu. Thì trong nhà thì ánh nắng nó không có nhiều, cho nên hoa nó sẽ nở ra cái màu hồng lợt. Còn ở đây ngoài trời có ánh nắng mặt trời nhiều, cho nên nó ra thành màu hồng cam như vậy. Hoa tulip bên đây, chưa, đây là những cái cây hoa mà nó chưa có ra hoa, mới có búp thôi ở nhà. Những cái hoa này mai mốt ra búp đẹp lắm. Mình sẽ đi qua bên đây coi cái hoa anh đào bự của mình nha. Đây là cái hoa anh đào nè, gọi là cherry blossom á. Nó bự vậy đó. Cái này cũng trồng lâu lắm rồi. Cái này cũng chắc cũng 7-8 năm rồi. Nó hơn á, 8-9 năm á. Và đây là những cái búp của nó này cả nhà. Búp nè, búp bên đây nè, mai mốt nó nở ra đẹp lắm. Năm nay nó nhiều búp. Năm nay sẽ đẹp lắm đây. Nó sẽ ra hoa nhiều lắm đây. Năm ngoái nó lạnh quá, cho nên hoa nó chỉ lên được mấy cái hoa thôi. Đó, cái hoa này, cái búp này nó đã nở lớn hơn rồi nè. Đó, cái màu đẹp chưa cả nhà. Bên này cũng vậy, búp quá trời búp. Mình đang ở trước sân nhà cho nên xe nó qua lại nó hơi ồn. À, yeah. Mình rất là thích hoa cây cảnh, cho nên sáng nào trước lúc đi làm mình cũng ra mình ngắm trước mình mới đi làm. Nguyên tháng nay ở nhà không có được đi làm, cho nên nấu ăn ngắm hoa. Có nghe tiếng đây, chim hót không? Đây là cái cây thông nè. Chim nó ở trong đó, nó làm tổ ở trong cái cây thông á. Rồi mình chia sẻ cho cả nhà như vậy thôi. Mai mốt hoa đào cherry blossom của nhà mình nó ra, nó nở hoa rồi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà nữa nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.